Hình như hai mình đi trễ nữa rồi anh hai ơi. Trễ nữa rồi. Chào anh em nha. Là đi bắt tôm càng nữa anh em ơi. Nhưng mà hình như chắc trễ nữa rồi. Nghe máy đạp đằng kia quá. Rồi ở đằng kia nó phóng quá chừng này miếng lưới rồi. Lên hết trơn rồi anh em ơi. Ham quá trời, ham quá trời. Vì ở chỗ bắt hoài còn hoài ôi cha. Này nó dồn dữ lắm anh nè, quá trời anh trước rồi. Lô
rú đâu đều hết trơn rồi kìa. Nó dưới nó chưa lên nữa. Ui. Ở châu lưng còn nhóc hết trơn à. Nó không lên mé không ha. Chưa có lên mà, đã chết tới, đã bắt trước. Ừ. Có bắt hoài hả? Quá anh đủ định cái giật hết nổi rồi. Bắt ơi trước ơi sao lên lại góc rồi. Đông quá trời anh em ơi. Đây anh em thấy nó lên lên mé hết trơn. Yeah.
quá trời anh em ơi, dùng mánh anh em ơi. Ăn tết to, ăn tết to. Đầy giật luôn à anh em ơi. Tê luôn anh em ơi. Tôm chứ không phải chà đâu á. Quá trời là lòi không kịp luôn anh em ha. Ôi, ông nào cũng lấy cặp vợt chờ. Tê quá. Gần đi về cuối rồi anh em ơi, còn hai miếng lưới giang nữa là mình kết thúc cái vuông tôm ha.
phê phê. Kết thúc cuộc chơi. Tôm này nó hàm anh em ha. Còn mấy con ở trên nữa anh. Coi khúc cuối nè anh em, cái chuyến tôm cuối luôn ha, phê lòi luôn. Bạn gái Vùng Miệt Thứ giỏi không? Đó, lâu tôm cạnh cạnh luôn không? Phê. Phê.
Ơi, ở đó con. Tắm mà cũng công nghiệp ha. Video em gửi đến anh chị em cái buổi thu hoạch tôm này tháng 2 mà anh em ha. Hẹn gặp anh chị em trong những cái video tiếp theo nha. Bye bye.